Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần hai đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng. Theo đó, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm đầu tại km 57 200 thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, khớp nối với dự án thành phần 1. Điểm cuối tại km 94 615 thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thái Lai, khớp nối với dự án thành phần 3. Tổng chiều dài tuyến khoảng 37,42 km. Dự kiến xây dựng 30 công trình cầu, trong đó 25 cầu trên đường cao tốc, một cầu trên nút giao lộ tẻ rạch sỏi dược cao tốc và 4 cầu dẫn trên nút giao lộ tẻ rạch sỏi dự án có tổng mức đầu tư là 9.725 tỷ đồng thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 ước tính dự án sẽ phải thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 262 ha thuộc địa phận thành phố Cần Thơ số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 908 hộ quyền Vĩnh thạnh 160 trường hợp cờ đỏ 400 trường hợp thế lai 348 trường hợp dự án dự kiến cần khoảng 260 nền tái định cư